Tai vạ thứ 10, con trưởng nam. Lúc ấy, Chúa phán với Môi-se, ta sẽ giáng một tai vạ nữa trên Pharaon và xứ Ai Cập. Sau đó vua ấy sẽ để các con ra đi. Không những cho đi mà thôi, mà còn đuổi đi cho hết. Con dặn dân chúng, cả đàn ông lẫn đàn bà, phải hỏi xin người láng giềng những bộ đồ bằng bạc và vàng. Chúa làm cho dân Israel được tình cảm của người Ai Cập, và chính Môi-se được mọi người thán phục, từ Pharaon đến quần thần và dân chúng. Vậy Môi-se nói, đây là lời Chúa phán, khoảng nửa đêm, ta sẽ đi qua khắp xứ Ai Cập. Tất cả các con trưởng nam của Ai Cập sẽ chết hết, từ thái tử con Pharaon đang ngồi trên ngôi cho đến con trưởng nam của những nữ tỳ đang say gối, thậm chí đến con đầu lòng của gia súc cũng đều chết hết. Sẽ có tiếng khóc than trong toàn xứ Ai Cập, từ trước đến giờ chưa hề có, và trong tương lai cũng sẽ không có cảnh đó. Nhưng giữa vòng dân Israel sẽ không có tiếng chó sủa. Như vậy, các ngươi sẽ ý thức được rằng Chúa phân biệt dân Israel với dân Ai Cập. Tất cả quần thần của Pharaon sẽ đến với tôi, cúi xuống trước mặt tôi và nói, xin các ông và toàn dân Israel ra đi. Lúc ấy tôi mới ra đi. Nói xong, Môi-se lìa Pharaon trong cơn nóng giận. Chúa đã báo trước cho Môi-se rằng Pharaon sẽ khước từ không chịu nghe con, để ta làm thêm nhiều dấu kỳ phép lạ tại Ai Cập. Môi-se và A-rôn thực hiện nhiều phép lạ trước mặt Pharaon. Nhưng vì Chúa đã làm cho vua cứng lòng, nên vua không chịu để cho dân Israel ra đi.